Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Anh, Hà Lan, Đức từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2022, đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với cơ quan quản lý cảng Rusterdam và thăm thực địa cảng Rusterdam tại Maaslete, Hà Lan. Cùng dự buổi làm việc có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng. Tại buổi làm việc, cơ quan quản lý cảng Rotterdam trao đổi những kinh nghiệm trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý hoạt động kinh doanh khai thác cảng, nguồn nhân lực, hậu cần dịch vụ cảng cũng như chia sẻ các thách thức và một số chiến lược phát triển bền vững cảng trong thời gian đến. Sau khi nghe các nội dung trao đổi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ ấn tượng với quy mô và phát triển cảng Rotterdam, đồng thời cho biết Đà Nẵng đã và đang ưu tiên nguồn lực tập trung phát triển cảng biển, cảng hàng không gắn với dịch vụ logistics. Những kinh nghiệm chia sẻ tại buổi làm việc sẽ giúp các ngành chức năng Đà Nẵng có những định hướng giải pháp để phát triển những lĩnh vực nêu trên. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng mong muốn trước mắt đơn vị chủ động phối hợp với các công ty nội địa quan tâm nghiên cứu thêm về hạng mục nạo vét vùng biển của cảng Liên Chiểu cũng như cảng Tiên Sa theo thế mạnh và kinh nghiệm của mình. Cảng Rotterdam được xem là cảng biển nước sâu lớn nhất ở châu Âu, là cảng lớn thứ sáu trên thế giới tính theo lượng hàng hóa được trung chuyển hàng năm qua cảng. Giá trị gia tăng trực tiếp và gián tiếp của cảng Rotterdam chiếm khoảng 8% GDP của Hà Lan cũng nhân dịp này đoàn công tác đã đến thăm làm việc với đại sứ quán việt nam tại hà lan tại buổi làm việc lãnh đạo đà nẵng đề nghị đại sứ quán việt nam tại hà lan tiếp tục hỗ trợ đà nẵng trong công tác quảng bá môi trường cơ hội đầu tư tổ chức các sự kiện kết nối doanh nghiệp cũng như giới thiệu kết nối để thiết lập phát triển quan hệ với một địa phương của hà lan thời gian đến